Thưa quý vị, câu lạc bộ an toàn giao thông của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhựa Tý Liên ở thị trấn Phước Long, huyện Phước Long thành lập vào đầu năm 2022. Đây là mô hình được Ban an toàn giao thông huyện đánh giá có nhiều hiệu quả tích cực. Công nhân của công ty có lúc lên đến 1.000 người nhưng vẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hay mất an toàn, nhất là vào giờ tan ca. Trên địa bàn thị trấn Phước Long, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhựa Tý Liên có lượng công nhân tập trung đông nhất khoảng 1.000 công nhân. Ban an toàn giao thông thị trấn đã thành lập câu lạc bộ an toàn giao thông do công ty Tý Liên quản lý. Sau gần một năm hoạt động, câu lạc bộ đã thực hiện tốt về công tác tuyên truyền, công nhân chấp hành tốt luật giao thông. Phối hợp với các công ty Tý Liên để tuyên truyền về an toàn giao thông đến cho là công nhân để mà thực hiện tốt an toàn giao thông từ đây sắp tới cũng như là trong dịp Tết đáng để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Nhằm đảm bảo giao thông không bị ùn tắc trên tuyến đường đi qua hay trước cổng công ty vào những giờ cao điểm, ban giám đốc công ty bố trí sắp xếp sao cho công nhân ra về theo từng tổ, phân xưởng và không trùng với giờ tan trường của học sinh. Công ty có 5 phân xưởng, mỗi xưởng đều thành lập một nhóm trên Zalo. Tất cả các tài liệu tuyên truyền, hình ảnh, clip có nội dung tuyên truyền luật giao thông đều được đăng tải trên nhóm. Ở phòng hành chánh, tụi em đã triển khai được một số các biện pháp như sau. Thứ nhất là về công tác tuyên truyền về tờ rơi thì tụi em hiện tại là có tổ chức phát tờ rơi, mà tất cả các tờ rơi mà bên an toàn giao thông gửi thì tụi em đã phát cho đến tay người lao động, tranh thủ những cái giờ nghỉ trưa, giờ về của công nhân đã đến tay người lao động. Cái thứ hai là công tác tuyên truyền qua hình ảnh, âm thanh, file đó thì tụi em đã lồng ghép vào cái nhóm Zalo, tụi em đã gửi đến ban cán sự từng bộ phận và cái chỗ ban cán sự đó sẽ chuyển tay trực tiếp đến người lao động. Thì bằng những cái file âm thanh mà bên ban an toàn giao thông gửi thì tụi em đã sử dụng cái hệ thống loa phát thanh và phát lồng ghép vào cái những giờ nghỉ trưa để cho tất cả công nhân viên ở công ty nắm được cái thông tin về tuyên truyền an toàn giao thông trong thời gian vừa qua. Ngay trong khu vực đường nội bộ của công ty đều có kẻ vạch phân đường, dành lối đi riêng cho công nhân để đảm bảo an toàn khi xe nâng di chuyển. Hiện tại công ty chưa có nhà để xe, nhưng ý thức của công nhân chấp hành khá tốt. Qua thời gian một năm là hoạt động thì hiệu quả rất là tốt. Thì trong ban giám đốc, rồi nhân sự của công ty Tý Liên thì nhận thức rất là tốt về an toàn giao thông, rồi qua đó là cũng giáo dục, tuyên truyền nhắc nhở cái công nhân, thì số lượng của công ty Tý Liên thì công nhân đấy lên tới 1.000 công nhân, thì qua đó người công lực lượng công nhân là coi như là khi mà hết trời tan ca cũng như là đi làm thì chấp hành rất tốt luật giao thông. Mô hình câu lạc bộ an toàn giao thông công ty Nhựa Tý Liên thị trấn Phước Long đã phát huy hiệu quả, góp phần gìn giữ an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Để mô hình tự quản đạt hiệu quả, Ban an toàn giao thông thị trấn đã làm tốt công tác hỗ trợ câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, hướng dẫn cung cấp tài liệu tuyên truyền kịp thời, đã góp phần hạn chế tai nạn giao thông và xây dựng môi trường văn hóa giao thông được công nhân nhiệt tình hưởng ứng.